Cô thân chào các bạn tuổi Giáp Tý 1984. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn nha các bạn. Đầu tiên cô chúc các bạn gia đình được bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì muốn nói về cái tuổi Giáp Tý thì chúng ta phải hiểu ở chúng ta cái mệnh gì nè, cái vận niên cuộc đời của mình là gì. Thì phải nói là các bạn có cái vận niên cả cuộc đời của mình là ốc thượng chi thứ. Ốc thượng chi thứ là cái con chuột nó ở trên nóc nhà. Thì mới nghe thoạt đầu chúng ta cảm thấy chúng ta sao lại ở trên nóc nhà, nhưng có gây cái khó khăn, có gây áp lực cho chúng ta hay không? Thì chúng ta ngẫm lại nè, nhìn lại là chúng ta thấy khó khăn. Con chuột nó không phải ở ruộng lúa mà nó ở trên cái tuốt trên nóc nhà, nhưng mà lại đây lại là cái điểm tốt cho các bạn đó. Chúng ta với cái người tuổi Tý thì chúng ta có cái sự lanh lợi, chúng ta có cái sự hoạt bát, có cái sự linh động nha. Cho nên ở đâu mình cũng gặp cái được, mình cũng tạo được cái sự thuận lợi cho mình. Chuột ở trên nóc nhà thì mình lại có cái tính là mình khôn khéo nè, mình biết tích cóp, mình biết tìm kiếm, giống như cái con chim nó tha mồi, còn mình thì cứ tích cóp đi lư đi mà tích trữ lương thực mình để tích ở trên cái nóc nhà, khó người cái đây mà lấy được của mình. Mình biết thủ, cho nên đôi lúc phải nói là cái người tuổi Giáp Tý này nè, đôi lúc là mình giàu ngầm mà người ta không có biết được, người ta không biết được mình có cái gì hết. Tài lộc của mình làm sao ít người nó người ta hiểu được, người ta biết được. Và cái tuổi Giáp Tý của các bạn lại bạn có cái tính tự lập, các bạn kiên trì, các bạn nhẫn nại và các bạn cũng có nhiều bạn bè. Nghĩa là cái tuổi của bạn là tuổi có của ăn của để đó, có cái thuận lợi chứ không phải là cái khó khăn như chút đầu chúng ta nghĩ. Nhưng tại vì cái khó khăn ở giàu có thuận lợi ở cái câu ở chỗ là tích cóp, mà chúng ta tích cóp mà chúng ta nên giàu nha. Rồi bây giờ nói về mệnh của mình là người mệnh kim. Mệnh kim là nghĩa là vàng ở trong biển. Với cái người mệnh kim thì cái cuộc đời của mình về lâu về dài về sau á, thì nó có cái nhiều cái thuận lợi. Vì đa số những cái người mệnh kim thường thường mình được gọi là con của ông hoàng đế. Bạch đế, thường thường là bạch đế phú quý nha các bạn. Mối vận niên cuộc đời của mình là bạch đế phú quý, cho nên mình về sợ già của mình là được cái sự tốt đẹp, thuận lợi. Rồi bây giờ chúng ta nói về trong cái 3 tháng. 3 tháng này là 3 tháng mùa hạ nha. Rồi vào cái tháng 4 thì tài lộc mình nó có phần sáng tỏ, nó có phần thuận lợi. Tại vì đây là cái tháng mà thiên can của mình và thiên can của tháng nó hợp nhau, cho nên mình dễ sinh cái tài khí, phúc khí của mình. Về tài lộc nó có. Còn về địa chi của mình thì tuổi Tý mà gặp tấn tỵ thì nó có vẻ bình ổn. Nhân hòa địa lợi của chúng ta nó không gây khó khăn, không gây khắc kỵ cho chúng ta, như thế là cũng tốt rồi. Nhưng mà khi xét về bản mệnh của mình là người mệnh kim mà gặp tháng mộc, kim mộc nó có khắc kỵ, cho nên mình cần chú ý một chút. Còn về cái chuyện mà gia đạo của cái tụi nam, của nữ ở trong cái tháng 4 á, thì có cái sự tốt đẹp, có cái sự thuận lợi ở trong tháng. Qua đến cái tháng 5 âm lịch thì tháng này thì chúng ta có cái phần không tốt đẹp, không thuận lợi về tài lộc của chúng ta, có cái phần khắc kỵ về tài lộc. Cho nên chúng ta đừng
đừng vọng cầu là cái tháng này chúng ta có được cái tiền bạc nhiều. Ra cái làm ăn á, thì cũng không có thu hoạch được nhiều đâu. Cho nên chúng ta đừng trông mong vào cái tháng này mà chúng ta có tiền bạc dư giả, làm ăn nó bị khắc kỵ không hay cho mình. Và cái tháng này chúng ta về địa chi của chúng ta, Tý Ngọ là thuộc về nhóm tứ hành xung, nhưng mình không có trực xung, cho nên mình có xung nhưng mà nó ở cái mức độ vừa phải thôi, không quá khắc kỵ đối với mình. Mình là người mệnh kim mà gặp tháng thổ, cho nên về cái vận hành của mình ở trong tháng này, dễ chúng ta dễ gặp được có nhiều người, người ta giúp đỡ. Cuộc sống mình có nhiều cái mà người ta giúp đỡ tương trợ cho mình, lo lắng bao bọc cho mình ở trong cái tháng, cho nên nó được tốt đẹp về cái bản mệnh của mình, sức khỏe của mình cũng tốt. Rồi cô nói về gia đạo của bạn nam ở trong tháng này thì có nhiều cái không hay nha. Có nhiều cái sự mà người ta tác động ở bên ngoài làm cho mình bị hao tâm tổn trí, mình bực bội về cái tinh thần của mình nó không được tốt lắm. Ngược lại, bạn nữ thì về cái phần gia đạo của mình thì chúng ta cảm thấy phấn khởi, chúng ta thấy được cái tiếng cười, chúng ta thấy được cái niềm vui và chúng ta thấy được cái hạnh phúc đến ở dưới với mình. Đến cái tháng 6 âm lịch thì tháng này các bạn tiếp tục là một cái tháng không thuận lợi về vấn đề tiền bạc. Chúng ta mưu cầu tiền bạc nó có phần khó khăn cho chúng ta, có phần áp lực cho chúng ta về vấn đề tài lộc. Và tháng này lại là một cái tháng mà về nhân hòa địa lợi của chúng ta bị tác động ở những người ở xung quanh. Người ta dòm ngó, người ta chú ý đến cái công ăn việc làm của mình, người ta chú ý từng cái lời nói cử chỉ của mình. Cho nên tháng này chúng ta phải dè chừng trong cái lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ, hành động. Chúng ta hãy làm tốt cho mình và làm tốt cho mọi người, để chúng ta không bị những cái chuyện xấu nó đem đến cho chúng ta. Cố gắng, vì đây là cái tháng không hợp tuổi cho mình. Nhưng mà về cái bản mệnh của mình thì vẫn như tháng trước, nghĩa là có sự tốt đẹp, có sự giúp đỡ tương trợ của người khác, những cái vận hành may mắn nó tác động đến với mình. Nghĩa là có cái bù trừ, chúng ta có cái khó khăn nhưng mà chúng ta có lại được cái sự tốt đẹp cho bản thân mình. Nam thì chia buồn một tháng nữa, là tháng trước chúng ta không gặp vui vẻ, thuận lợi ở trong cái vấn đề tình cảm. Thì tháng này cũng có những cái tác nhân xấu, nó đem đến cho mình những cái chuyện mà bực bội, không vui vẻ. Còn nữ tiếp tục lại là một tháng bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn về 3 tháng mùa hạ của cái năm Giáp Thìn cho các bạn tuổi Giáp Tý nha. Bài chia sẻ đến đây là hết. Các bạn yêu thương hãy đăng ký kênh và bấm like ủng hộ cô nha. Còn cô có một bật mí nữa là cô có đang làm những cái video đọc truyện về Tây Du Ký, thì mời các bạn vào kênh nghe và ủng hộ cô nha. Thân ái chào các bạn nha.